Ca sĩ Hòa Minh Di theo đạo khoe bàn thờ Chúa và dạy con đọc kinh. Thành Long mến chào cộng đoàn mạng, đặc biệt là những người công giáo vừa qua đã rất ấn tượng vì ca sĩ Hòa Minh Di theo đạo bên chồng, đạo công giáo. Nữ ca sĩ cũng chăm tương tác với người hâm mộ hơn, thường xuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm âm nhạc cũng như cuộc sống. Trước khi tổ chức đám cưới, trên fanpage của mình, Hòa Minh Di còn cho biết trên một status vào tháng 5 năm 2020 như sau. Hình ảnh làm dấu của đạo công giáo trong MV không thể cùng nhau rút kiếp. Khi đọc kịch bản lần đầu tiên, tôi đã thực sự để tâm và yêu thích phần đoạn này. Được giữ lại đạo của mình, các con mai sau được sinh ra, được theo đạo mẹ và được rửa tội là một trong những yêu cầu của Nam Vương Hoàng Hậu nếu vua Bảo Đại muốn lấy bà. Bởi vậy, ekip chúng tôi đã cố gắng lồng ghép tinh tế hình ảnh đó trong MV, có thể là một hình ảnh mà trước giờ chưa có MV nào làm nhỉ. Nói vì sao mà tôi lại thích phần đoạn này đến thế thì chia sẻ thật với mọi người, chồng của Hòa hiện tại cũng có đạo. Mai sau, nếu tôi và anh tổ chức đám cưới, tôi cũng sẽ đi học giáo lý và theo đạo anh. Hình ảnh làm dấu tôi được thấy hàng ngày và cũng coi nó như một điều ý nghĩa của bản thân, nên khi quay MV, tôi đã thực hiện nó một cách rất hứng thú. Điều này trong MV thực sự có ý nghĩa với bản thân tôi và gia đình chồng tôi ngoài đời. Tôi mong hình ảnh được lan rộng và đạo công giáo cũng sẽ được hiểu đúng, bởi vì những người theo đạo công giáo và đặc biệt ngoan đạo như chồng tôi, họ thật sự rất tốt đẹp. Chia sẻ vậy thôi, nhân lúc MV đạt 10 Amber Views và lên top 1 trending. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc chia sẻ của Hòa, một con chiên của Chúa trong tương lai. Trong một status, giọng ca sinh năm 1995 khoe, nhân dịp cuối tuần, cô đích thân đi chợ mua hoa hồng về cắm trang trí cho không gian thờ Chúa tại gia đình. Xin giới thiệu với cả nhà gian thờ Thiên Chúa của nhà Hòa. Đây là Hòa tự tay chuẩn bị vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Hòa tự ra chợ mua hoa về cho đỡ tốn kém rồi tự cắm dâng lên đó cả nhà. Đẹp không ạ? Hòa hiện chưa có đạo nhưng mai sau sẽ có. Hòa đang tập và làm quen với các nghi lễ. Chủ nhật tuần nào anh xã mình cũng đi lễ hết. Mình chưa đi buồng được thì ở nhà chăm sóc gian thờ này. Được biết Hòa Minh Di theo đạo chồng, cô cho biết bản thân cô bị ấn tượng bởi lối sống đạo đức của gia đình chồng. Với cô, anh chồng chính là một con chiên ngoan đạo. Thưa cộng đoàn, quả đúng như những gì cô chia sẻ. Sau khi thành hôn gần đây, chúng ta thấy một đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng, cho thấy quá trình ca sĩ Hòa Minh Di dạy cho con làm dấu thánh giá và đọc kinh. Thật tuyệt vời! Xin cảm ơn ca sĩ Hòa Minh Di và gia đình đã tuyên xưng đức tin công giáo trước nhiều người. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe bình an. Hòa Minh Di tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh trong một gia đình có 5 chị em gái. Chị gái thứ ba tên là Nguyễn Thị Hằng, từng dẫn chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon với tên gọi chị Kính Hồng. Cô là một nữ ca sĩ, diễn viên người Việt Nam, là quán quân Học viện Ngôi sao mùa đầu tiên 2014. Hòa Minh Di được khán giả biết đến là nữ ca sĩ nhạc trẻ đầy tài năng của Việt Nam bởi sở hữu giọng hát cao, đầy cảm xúc. Cô có thể hát được nhiều dòng nhạc và có khả năng giả giọng những ca sĩ nổi tiếng. Cộng đoàn có cảm xúc gì khi xem video này? Bình luận nhé! Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.